Thế tử và phi tần hẹn nhau giả chết bỏ trốn. Hắn và nàng ta cùng uống thuốc giả chết, nhưng hắn lại được ông nội của Hồ Thanh Diệp châm cứu tỉnh lại. Còn phi tử đó 7 ngày sau tỉnh lại trong quan tài, nhưng lại không có người cứu cô ta ra. Sau khi thế tử kế vương vị, đã chôn sống cả nhà Hồ Thanh Diệp. Cảm giác chết dần chết mòn trong quan tài mà Mộc Nhi đã trải qua, các ngươi cũng nếm thử đi. Sau khi trùng sinh, Hồ Thanh Diệp đã trở về buổi tối đến vương phủ khám bệnh. Hồ Thanh Diệp bẩm báo vương gia là con trai hắn đã đăng xuất rồi, chuẩn bị tang lễ là vừa. Ông nội cô tính cách cổ hủ, không biết đối nhân xử thế, đã bị tẩy chay mấy chục năm ở thái y viện rồi. Nói thì là thái y, thực ra từng tuổi này rồi vẫn người khác sai vặt, coi như người hầu. Nhưng hôm đó ông bỗng nhận được pha cấp cứu của Khang vương phủ ngay trong đêm, khi trở về thì bỗng trở thành nhân vật lớn của thái y viện. Hóa ra là thế tử phát bệnh ngay trong đêm, không còn hơi thở, cận kề cái chết, đều là nhờ ông nội sử dụng cách châm cứu mới thành cồn cứu sống thế tử. Từ đó ông nội không còn bị tẩy chay nữa, mà trở nên đức cao vọng trọng, danh tiếng đồn xa. Điều kỳ lạ là Khang vương phủ có thái y thường trực, dù là gặp bệnh nan y gì cũng sẽ đi mời mấy bộ lão trong thái y viện, sao có thể tìm ông nội được chứ. Nhưng cả nhà chìm đắm trong niềm vui thăng quan tiến chức, không hề nghĩ nhiều như vậy. Cha cô mất sớm, Hồ Thanh Diệp và mẹ đều là sống qua ngày bằng đồng lương ít ỏi của ông nội. Vật giá ở kinh thành rất cao, nhà cô chỉ ở được một nhà mái ngói cũ, trời mưa còn bị dột. Ông nội dùng tiền mà vương gia thưởng mua một nhà vườn, tuy không rộng nhưng có thể che mưa chắn gió. Vốn dĩ ông nội lo sau khi mình chết, cuộc sống của hai mẹ con sẽ rất khó khăn, giờ thì tốt rồi. Đáng tiếc cuộc sống tốt này chỉ kéo dài 3 năm. 3 năm sau, quý nhất quan trọng nhất trong cuộc đời ông nội, Khang vương gia, ở trong phủ đột tử. Thế tử mà 3 năm trước ông nội cô đã cứu về từ cõi chết kế thừa vương vị. Tang lễ của lão Khang vương còn chưa kết thúc, tiểu Khang vương mới kế vị đã dẫn theo một đoàn người đến thăm. Không phải đến trả ơn, mà là đến trả thù. Hắn giẫm lên xương sống của ông nội cô, giọng điệu độc ác: "Lão già, năm xưa nếu không phải ngươi lo chuyện bao đồng, ta là Mộc Nhi sớm đã cao chạy xa bay rồi. Lặng Mộc Tuyết, Lăng Quý phi, cùng ngày với thế tử mắc bệnh, quý phi cũng qua đời. Hóa ra năm xưa thế tử và quý phi có gian tình, họ hẹn nhau giả chết. Ta và Mộc Nhi đã uống thuốc giả chết, hẹn trước rời xa những quy củ của thế tục, làm một cặp phu thê bình dị." Sắc mặt của hắn bỗng hầm hầm: "Ai cho phép ngươi cứu sống ta? Ngươi có biết phụ vương ta đã nhốt ta ở trong phủ 3 tháng không? 3 tháng sau, cơ thể của cô ta đã mục nát rồi, trong quan tài đều là dấu vết cô ta giãy giụa." Hắn đấm mạnh xuống đất, máu chảy xuống khe gạch. Để trả thù, hắn đã lôi cả nhà cô vào trong rừng chôn sống, những sảnh đất đổ lên người của họ. Ông nội ôm lấy cô, nước mắt phần đục chảy xuống: "Hồ Thanh Diệp, cả ông nội có lỗi với cháu, ông nội rõ ràng là cứu người, sao lại thành hại người chứ? Là ông nội quá ngu, kiếp sau ông nội nhất định sẽ không thể hiện nữa." Không thể ngờ Hồ Thanh Diệp không chết, mà là trùng sinh về buổi tối mà bị vương phủ truyền gọi. Lần này cô đã cản ông nội lại, cầu xin ông nội đưa mình đi mở rộng tầm mắt. Hồ Thanh Diệp cứng đầu, thái giám Phúc Sinh thì không ngừng giục. Ông nội đành cho cô lên xe ngựa, ông dặn dò cô vào vương phủ không được nói linh tinh. Vương phủ được canh giữ nghiêm ngặt, trong phòng của thế tử ai cũng hoang mang, nhìn thấy ông nội đều nhường đường. Thế tử Doanh Triệt nằm trên giường, mặt tái mét, đôi môi trắng bạch. Khang vương đỡ lấy vương phi đứng còn không vững, vẻ mặt nghiêm túc. Thái giám Phúc Sinh dùng giọng điệu bê đê nói: "Hồ thái y, trưa nay thế tử còn đang yên đang lành, chiều nay đã đột nhiên bị bệnh, bất tỉnh nhân sự, thầy thuốc khám xong cũng không biết tại sao, người xem thử là nguyên nhân gì." Ông nộm bắt mạch cho thế tử, mạch tượng kỳ lạ, ông nhíu mày một cách đau đầu. Hồ Thanh Diệp biết một nén nhang sau ông sẽ lấy kim bạc ra để châm cứu, thuốc giả chết rất hiếm có. Ông nội không nhận ra thuốc thần kỳ của giang hồ này, nhưng ông châm cứu rất giỏi, biết cách làm khí mạch bị dừng hoạt động trở lại. Phúc Sinh nhắc nhở rất đúng lúc: "Hồ thái y, ngươi phải khám cho kỹ đó, thế tử vốn dĩ sống sờ sờ, nếu như có mệnh hệ gì thì chắc chắn là y thuật của người không giỏi." Mồ hôi từ trên trán của ông nội chảy xuống. Kiếp trước Hồ Thanh Diệp không có theo ông nội đến vương phủ, không biết tối nay nguy hiểm đến mức nào. Hồ Thanh Diệp cứ tưởng cứu sống Doanh Triệt cả nhà sẽ gặp nạn, không ngờ cứu không sống cũng là con đường chết. Nếu như kiếp nạn này không thoát được, vậy thì chỉ có thể liều ăn nhiều rồi. Âm mưu thủ đoạn, lừa đảo dối trá, mấy cái này ông nội đều không biết. Ông chỉ biết làm một thầy thuốc thì phải cố gắng hết sức mới có thể không thẹn với lòng, cho nên ông gật đầu nói nhỏ: "Thế tử điện hạ khí tử yếu ớt, ngàn cân treo sợi tóc, phi thần y thuật không giỏi, nhưng tinh thông châm cứu, bây giờ chỉ có thể dùng kim bạc khơi thông kinh mạch để mạnh tượng ổn định." Vương phi nghe vậy nổi giận: "Ngươi ngay cả bệnh gì còn không biết, đã dám châm cứu cho con trai ta, nếu không phải những thái y khác đều bị triệu vào trong cung rồi, sao có thể mời tên vô dụng nhà ngươi?" Hóa ra là vậy, tối nay không chỉ có Khang vương thế tử hôn mê bất tỉnh nhân sự, còn có vị Lăng quý phi ở trong cung kia, bệ hạ sủng ái quý phi, tất nhiên là sốt ruột như con kiến trên chảo nóng. Ngay trong đêm triệu tập các thái y trong thái y viện, cũng như mọi khi, ông nội lại bị bỏ qua. Ông nội nhận ra điều này lại chìm trong buồn bã, bị vương phi mắng cho tay run rẩy, nhưng ông vẫn cúi đầu nói nhỏ: "Vương phi nguôi giận, là tiểu nhân y thuật không giỏi." Khang vương vung tay một cái: "Bây giờ Doanh Triết đang cận kề cái chết, ngươi cứ thử xem đi." Không đợi ông nội bắt đầu châm cứu, Hồ Thanh Diệp bỗng cười lớn, khiến tất cả mọi người hoang mang ngơ ngác nhìn nhau. Ông nội thì sợ đến nỗi mặt tái mét, khuôn mặt xinh đẹp đoan trang của vương phi cũng méo mó: "Ngươi cười cái gì?" Hồ Thanh Diệp kéo ông nội đang định quỳ xuống tạ tội lên, lớn tiếng nói: "Y giả có 6 không cứu, một trong số đó chính là người ngông cuồng không nói đạo lý, không cứu." Khang vương phủ mời thầy thuốc, nhưng thái độ ngạo mạn vô lễ, trong lời nói còn có ý đe dọa: "Người như vậy không đáng cứu." Vương phi vẻ mặt phẫn nộ. Hồ Thanh Diệp tiếp tục nói: "Còn có một điều, âm dương rối loạn, ký tức không ổn định,
không cứu, thế tử khí tức hỗn loạn, mạch tượng suy nhược, hiển nhiên là sắp hẹo đến nơi rồi, không cứu nổi đâu, trời nóng chang chang, mau kiếm chỗ nào chôn đi. Nhìn vào ánh mắt đằng đằng sát khí của vương gia, Hồ Thanh Diệp biết mình không phải người đầu tiên nói ra Doanh Triệt đã không thể cứu được. Đất bốc hơi nóng, trong vương phủ dày đặc mùi máu tanh. Ở trước giường của Doanh Triệt có một cái gối bắt mạch, không phải của ông nội cô. Ở xó phòng còn có một hòm thuốc bị vỡ, thầy thuốc trước đã chết trong vương phủ rồi. Vương phi nghe xong lời của Hồ Thanh Diệp, ánh mắt trở nên lờ đờ, ăn nói vớ vẩn, đang yên đang lành sao lại không cứu được nữa. Cô ta đôi môi trắng bạch, tên nô tài vô cùng, đôi ra ngoài đánh chết, đi tìm người khác, tìm người khác cứu con trai ta. Ông nội sốt ruột toát cả mồ hôi lạnh, hoảng hốt nhìn vào Hồ Thanh Diệp như là một con thỏ bị giật mình vậy. Nhưng Hồ Thanh Diệp lại mỉm cười bình tĩnh, ông nội tuy không có tiếng nói gì nhưng dù gì cũng là thái y lục phẩm, Khang Vương có tức đến mấy cũng không dám dùng tư hình. Quả nhiên Khang Vương dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cô, ngươi tưởng làm việc cho hoàng thượng là có thể to gan trước mặt bổn vương sao? Bây giờ ta không giết ngươi, nhưng tội danh chậm trễ hại chết thế tử, hai người có thể gánh nổi không? Hồ Thanh Diệp và ông nội bị Khang Vương bắt vào đại lao, ông nội đã sợ đến nỗi suýt bay mấy hồn phách nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh an ủi Hồ Thanh Diệp. Thanh Diệp đừng sợ, ông nội nhờ người đi cầu xin thẩm viện phán, hắn trước giờ thân với vương gia, có hắn xin cho, nể tình cháu vẫn còn nhỏ, vương gia sẽ tha cho cháu thôi. Thẩm viện phán sao có thể giúp họ, hắn trước giờ vẫn coi ông nội là trò cười của thái y viện, chỉ là coi ông nội là thú vui sau mỗi bữa ăn mà thôi. Lan Quy quý phi mà hoàng đế sủng ái gặp nguy hiểm, thẩm viện phán đã tất cả thái y vào cung chữa trị, nhưng lại để ông nội ở lại vương phủ trực, chính là muốn ông nội gánh tội, nếu quý phi chết, tất cả sự phẫn nộ của hoàng đế đều sẽ trút lên. Người duy nhất không vào cung khám bệnh là ông nội, nhưng thẩm viện phán không ngờ, tối nay thế tử lại suýt mất mạng, và ông nội của cô thì biến thành ân nhân của Khang Vương phủ, dưới sự bảo kê của Khang Vương, ông nội không những không hề hấn gì, còn thế chỗ hắn trở thành viện phán, bệnh của thế tử cả vương phủ đều che đậy rất kín đáo. Kiếp trước thẩm viện phán chỉ nghĩ, người trong vương phủ có điều khó nói, vội vàng mời người đến xử lý tàn cuộc, ông nội thì lại hiền lành thật thà, tất nhiên sẽ không thể làm tốt việc này. Thẩm viện phán còn đang đợi ông nội cô thất bại trở về, rồi hắn sẽ đi thu dọn tàn cuộc, làm một pha đối nhân xử thế điêu luyện, để vương gia coi trọng hắn hơn. Trung sinh trở lại, Hồ Thanh Diệp muốn nói với ông nội, không phải là ông nội không thông minh, mà là đây vốn dĩ đã là cử tử nhất sinh, tối nay Doanh Triệt và Lăng Quý phi đều sẽ tắt thở, Khang Vương độc ác, hoàng đế đau buồn, còn có thái y viện sốt ruột tìm người gánh tội, đem ra so sánh thì trong nhà lao mới là nơi an toàn nhất. Quả nhiên ngày hôm sau cai ngục đã mang đến hai bát cơm thiêu, ông nội còn định tranh luận vài câu, cai ngục hừ một tiếng, tối qua thế tử điện hạ chết rồi, hai bát cơm này còn là Khang Vương gia dặn dò, muốn ăn ngon hả, đợi bữa ăn cuối cùng ngày mai đi. Ông nội lập tức khóc lóc thảm thương, trong lòng sớm đã tuyệt vọng rồi, còn ôm lấy Hồ Thanh Diệp nói linh ta linh tinh. Thanh Diệp, không sao, đừng sợ, có ông nội đây, sẽ không sao đâu, Khang Vương gia đã nói trước rồi, lên công đường chỉ là làm cho có thôi. Hồ Thanh Diệp và ông nội chết chắc, quan viên phụ trách xử án ngáp không ngừng, ông nội quỳ ở bên dưới khóc không thành tiếng, là ta y thuật kém cỏi, hại chết bệnh nhân, cầu xin đại nhân có thể tha cho cháu gái ta. Quan viên đó đã nghe quá nhiều những lời cầu xin, trong lòng sớm đã nhây rồi, đập mạnh kinh đường mộc, cắt ngang tiếng khóc của ông nội, tiếp đó lại cầm đại một que lệnh định ném hai ông cháu Hồ thị. Ba ngày sau, tại chợ lớn xử trảm, Hồ Thanh Diệp bỗng nói to, quan đã, ngươi không cần ghi lại lời khai của ta sao? Có lẽ vương gia muốn xem. Hắn mở mắt nhìn Hồ Thanh Diệp một cái, rồi lại từ từ đặt que lệnh xuống, cầm bút lên một cách lười nhác, nói, bọn ta không chữa trị cho thế tử, hại chết thế tử là vì ta đang vội vào cung chữa bệnh cho quý phi. Nghe thấy hai chữ quý phi, quan viên đó lần đầu tiên mở to mắt, vớ vẩn, sao ngươi dám lấy quý phi ra để gánh tội? Hồ Thanh Diệp đã cười, đột nhiên cô đứng lên trong tiếng ngỡ ngàng của mọi người, ta là Vu Y, sớm đã biết quý phi gặp nguy hiểm, vội vàng vàng cung cứu người, nhưng bị vương phủ giữ chân. Hồ Thanh Diệp cố tỏ ra bất lực xoa xoa trán, nay quý phi hồn phách chưa tan, thân xác còn nguyên, nếu ta có thể vào cung làm phép, quý phi vẫn có thể cải tử hoàn sinh, chỉ là không biết đại nhân có cho cơ hội này không thôi. Quan viên ngơ một lúc lâu, cũng chỉ có thể nói ra hai chữ to gan. Hồ Thanh Diệp biết hắn đang do dự, tiếp tục được nước lấn tới, đại nhân hãy nghĩ cho kỹ, nếu hôm nay người giơ cao đánh khẽ đưa ta vào cung, quý phi sẽ có thể sống lại, hoàng thượng vui mừng, thì cả đời đại nhân sẽ có được vinh hoa phú quý thế nào. Nếu ta không thể cứu sống quý phi, ta tất nhiên sẽ là con đường chết, nhưng đại nhân trung quân ái quốc, lo lắng cho quý phi, bệ hạ cũng sẽ rất là hài lòng. Thuộc hạ của quan viên đó nhìn xung quanh, trông thì là vô ý, nhưng thực ra đều căng tai lên nghe, còn có người lén lút nuốt nước bọt. Đại nhân có bao nhiêu đối thủ, ở đây có bao nhiêu người muốn ngồi vào vị trí của đại nhân? Hồ Thanh Diệp nhìn xung quanh, mỉm cười nói, nếu sau này hoàng thượng biết được có người có lẽ sẽ cứu được quý phi, nhưng lại chết trong tay của đại nhân, đến lúc đó vương gia có cứu ngươi không? Việc xét xử hôm đó kết thúc, lúc ra ngoài Hồ Thanh Diệp và ông nội bị vội vàng nhét vào một chiếc xe ngựa nhỏ, trong xe còn có một thái giám xinh đẹp, mặt trắng như tuyết, yên tĩnh nho nhã như con rối, trên người còn có một mùi thơm nhẹ nhẹ, nghe nói hắn từng là thái giám thân cận của Lăng Quý phi. Vốn dĩ 7 ngày sau sẽ bị bồi táng, ông nội vẫn chìm đắm trong nỗi sợ chưa tỉnh táo, chẳng phải quý phi nương nương đã qua đời rồi sao? Chúng ta phải cứu sao đây? Hồ Thanh Diệp nói nhỏ, ông chỉ cần châm cứu cho quý phi hay cho Doanh Triệt là được. Ông nội hoang mang gật đầu, chỉ có thể như vậy rồi, chỉ có thể như vậy rồi. Trước tẩm cung của quý phi, thái giám xinh đẹp đó đưa họ đến cửa, môi đỏ khẽ mở, good luck, đồ đạc sang trọng trong tẩm cung đều đã chuyển đi,
chỉ còn dưới đất vẫn lát gạch xịn nhập khẩu từ Việt Nam, chứng tỏ sự quý phái sang chảnh của chủ nhân ngày trước. Trong cung điện rộng lớn treo đầy tấm vải trắng, ở chính giữa thì là một cỗ quan tài lớn, một người đàn ông trung niên để tay ra sau lưng đứng đó. Trên người chỉ mặc bộ quần áo bình thường không nổi bật. Hồ Thanh Diệp và ông nội quỳ xuống, hắn cũng chỉ là vẫy tay gọi họ dậy một cách uể oải. Sau khi mở nắp quan tài, ông nội châm cứu cho quý phi, Hồ Thanh Diệp vây quanh quan tài nhảy điệu múa kỳ lạ, miệng còn lẩm bẩm. Khoảng 15 phút sau, ông nội bỗng hét lên một tiếng. Hoàng đế nghe vậy nhìn vào, chỉ thấy mặt của quý phi đã hồng hào trở lại. Hoàng đế giơ tay bắt mạch, sức lực toàn thân như bị hút đi hết vậy, thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi muốn được ban thưởng gì? Hồ Thanh Diệp quỳ xuống hô vạn tuế. Dân nữ có ba nguyện vọng, một là hy vọng ông nội có thể báo hiếu hoàng thượng, phò tá bệ hạ và quý phi; hai là hy vọng gia tộc bình an, người hành y sẽ không bị vạ lây; ba là hy vọng có thể canh mộ cho Khang Vương Thế Tử đã qua đời, để ông nội có thể bớt áy náy hơn một chút. Doanh Triệt, có ta canh chừng ngươi, 7 ngày sau dù ngươi có mọc cánh cũng không thể bay khỏi ngôi mộ. Hoàng thượng đã đồng ý thỉnh cầu của cô, ban cho ông nội một tấm kim bài miễn tử và phong Hồ Thanh Diệp làm quận chúa, cho phép cô canh mộ cho Thế Tử. Trước khi xuất cung, Hồ Thanh Diệp dặn ông nội, dù là ai hỏi về chi tiết của những sự việc này đều phải lắc đầu không được nói. Tuy ông nội cảm thấy khó hiểu, nhưng của Hồ Thanh Diệp ông tất nhiên sẽ nghe. Thanh Diệp yên tâm, ông nội biết nặng nhẹ mà. Hồ Thanh Diệp thu dọn hành lý, chuẩn bị đến mộ của Thế Tử. Trước khi xuất phát, thái giám xinh đẹp đi chung xe ngựa với cô đã cản Hồ Thanh Diệp lại. Hắn nói muốn mời cô uống trà. Đó là một ngôi nhà nhỏ, sạch sạch gọn gàng, còn có một mùi thơm nhẹ nhẹ. Hồ Thanh Diệp cũng không dám uống trà của hắn, ly trà vẫn để đó, không hề động vào. Hắn biết sự cảnh giác của cô, cũng không để tâm. Hắn nói hắn mình tên là Ngọc Cung, là thái giám thân cận của Lăng Quý Phi. Vốn dĩ còn có 7 ngày, ta sẽ phải bồi táng cho nương nương nhà ta, đều là nhờ có ngươi đã cứu mạng của ta. Tuy lời nói của hắn là cảm ơn, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng. Hắn lại chớp mặt từ từ, trông rất giống con rối. Nhưng mà ngươi định xử lý Khang Vương Thế Tử thế nào? Là định phá hủy thân xác hắn, để hồn phách của hắn không trở về được nữa, hay là đóng chặt nắp quan tài, đợi hắn tỉnh lại, để hắn gọi trời trời không thưa, gọi đất đất không nghe? Không ngờ hắn đã đoán đúng. Mồ hôi khiến ly trà trơn hơn, bàn tay cầm ly trà của Hồ Thanh Diệp đã âm thầm cầm chặt hơn. Hắn lại chậm rãi tự rót trà cho mình, nói một cách ung dung, hoàng thượng nói nương nương chết rồi thì người làm nô tài cũng phải đi theo hầu hạ, nhưng ta không cam lòng, vì ta cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Ta đã tìm hết kỳ nhân dị sĩ, chỉ cần có cách cứu sống quý phí, tất nhiên cũng là để tự cứu ta. Cũng may ông trời có mắt, để ta tìm được các ngươi. Hắn nhìn vào Hồ Thanh Diệp mỉm cười, ngươi nói dối giỏi thật, ngươi làm gì biết múa vu vũ gì, chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi. Nương nương vốn dĩ chính là giả chết, thế cũng mắc bệnh tương tự đúng không? Ngọc Cung che miệng lại cười, ngươi không cứu Thế Tử, khiến mình bị nhốt trong đại lao, lại chủ động cứu nương nương nhà ta. Ta cứ tưởng hai ông cháu nhà ngươi là muốn trèo cao, nhưng không ngờ ngươi lại muốn Thế Tử chết. Nếu không tại sao ngươi còn nói muốn canh mộ cho hắn? Ngọc Cung đã nói rõ như vậy thì Hồ Thanh Diệp cũng không sợ nữa. Hồ Thanh Diệp hỏi ngược, làm như vậy có gì không tốt? Quý phi sống, ngươi cũng sống. Ngọc Cung lắc đầu thật mạnh, không tốt, rất không tốt. Ta chuyện gì cũng nghĩ cho cô ta, tranh giành cho cô ta, cướp thay cô ta, nhưng cô ta lại nói không muốn gì hết, chỉ muốn rời khỏi cái chuồng này. Ta cầu xin cô ta hãy nghĩ cho ta, dù chỉ là một chút. Nếu như cô ta chạy trốn thì tính mạng của những nô tài như bọn ta chắc chắn sẽ không giữ được, nhưng cô ta không hề coi bọn ta là người. Bây giờ mạng sống của ta thì đúng là giữ lại được rồi, nhưng nếu có lần sau thì sao? Cuộc sống như vậy ta cũng đã quá chán rồi. Ngọc Cung nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên ta cũng muốn xin ngươi một liều thuốc giả chết. Hồ Thanh Diệp cảm thấy khó hiểu, ta không có thứ đó, ngươi sẽ có thôi. Hắn khẳng định, tuy ta không biết ngươi và Khang Vương có mâu thuẫn gì, nhưng rất nhanh hắn sẽ nghĩ đến quý phi và Thế Tử mắc cũng một căn bệnh, ngươi còn xin được canh mộ cho Thế Tử, ngươi tưởng ngươi có thể thoát được sao? Hắn cười hơ hơ. Hồ Thanh Diệp lẩm bẩm, trừ khi chúng chết hết ta mới có thể thoát thân. Đúng vậy. Mắt của Ngọc Cung bỗng sáng lên, vậy chúng ta hãy tiễn chúng đi chết, xem trước mặt Diêm Vương, có thể dùng mạng của quý nhân đổi mạng của chúng ta. Cũng may nương nương nhà ta vừa mới hoàn hồn, chưa tỉnh táo, cho nên vẫn rất tin tưởng ta, lúc này ta nói gì cô ta cũng sẽ nghe theo thôi. Thế nào? Ngọc Cung ngẩng đầu nhìn vào Hồ Thanh Diệp, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải giúp ta. Dưới sự nhắc nhở của Ngọc Cung, Hồ Thanh Diệp lại đến Khang Ương phủ, chỉ là thông báo tên của mình, cửa lớn của Khang Vương phủ đã nhanh chóng mở ra, điều đó có nghĩa là Khang Vương sớm đã đang đợi cô rồi. Khắp vương phủ đều đang làm tang lễ, trông toàn màu trắng, có thể nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân ở sau vườn. Người hầu đưa Hồ Thanh Diệp đến một căn phòng nhỏ, Khang Vương đang đi đi lại lại bên trong, nhưng lại không một chút buồn bã, mà lại rất là u sầu. Trông hắn vừa cung kính vừa cẩn thận, Hồ Thanh Diệp không có cúi chào hắn, mà là vào thẳng vấn đề. Vương gia, ngươi cũng biết được quý phi và Thế Tử mắc cùng một loại bệnh rồi chứ? Tỷ nữ bưng trà và tình cờ nghe thấy, run tay một cái, ly trà rơi xuống vỡ vụn, nhưng vương gia lại mặt không đổi sắc, rút thanh kiếm cài ở eo ra, đâm vào tim của tỷ nữ không một động tác thừa, tí nữa đó từ từ gục xuống. Khang Vương rút kiếm ra, cầm rèm cửa lao qua, thở dài một tiếng, con trai ta rất thân với giang hồ thuật sĩ, không biết đã dùng tà thuật gì. Ánh mắt của hắn nhìn vào cô có quan sát, cũng có suy xét, như là một con mãnh thú chờ đợi cơ hội. Hồ Thanh Diệp nói, bệnh của Thế Tử Vương phủ che đậy rất kín đáo, hoàng thượng chỉ biết tối qua đã gọi cả thái y viện, khiến Thế Tử không ai chữa trị, nay đối với vương gia rất là áy náy, nếu hoàng thượng biết Thế Tử định cao chạy xa bay với Sửng phi. Khang Vương ngơ luôn tại chỗ, một lúc sau, hắn chắp tay hành lễ cô,
cô nương muốn gì, xin hãy nói rõ. Thái độ của Hồ Thanh Diệp ôn hòa, vương gia không cần lo lắng, cứu người vốn là bổn phận của người hành y, ta có một trái tim nhân hậu, hôm đó ta không cứu thế tử, mà là cứu quý phi, dùng cách này cũng là có nỗi khổ, kỳ tích cải tử hoàn sinh, không thể xảy ra trên người người, nếu không, kỳ tích sẽ biết thành kỳ lạ. Khang Vương thế tử đã chết, nhưng con trai người vẫn còn sống. Khang Vương liền gật đầu, bổn vương không tham, nếu con trai ta có thể sống, làm một dân thường cũng tốt. Hồ Thanh Diệp lại bổ sung rằng, càng ít người biết chuyện này càng tốt, ta đã xin được canh mộ cho thế tử, đợi 10 ngày sau sẽ trả người một đứa con trai sống sờ sơ, ta chỉ hy vọng vương gia giơ cao đánh khẽ, tha cho ta và ông nội. Khang Vương tất nhiên là đồng ý luôn rồi, như thế là tốt nhất, vậy cứ làm theo cô nương đã nói. Khang Vương vẫn rất nghi ngờ Hồ Thanh Diệp, chẳng hạn như sao cô lại biết quý phi mắc bệnh, nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, không cần phải hỏi rõ làm gì, vì dù chân tướng thế nào hắn cũng đã quyết định sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ giết cô diệt khẩu. Lúc mà hắn vẫn đang lo lắng bệ hạ có nghi ngờ không và có bao nhiêu người biết chuyện giả chết, thì Hồ Thanh Diệp và ông nội đều an toàn. Khang Vương đã ra lệnh bí mật đưa quan tài của thế tử vào rừng, trên đó đắp qua loa mấy lớp đất, nhìn vào đó chỉ là một cái mộ của dân thường. Ban ngày Hồ Thanh Diệp ở lăng mộ canh giữ mộ giống, buổi tối Ngọc Cung sẽ sai một tên cơm mù chữ đưa thư cho cô. Trong thư có viết, dưới sự miêu tả sinh động của Ngọc Cung, quý phi không nghi ngờ gì, tưởng hoàng thượng sớm đã biết chuyện mình uống thuốc giả chết, vì thế mới gọi ông nội cứu cô ta dậy, và thế là quý phi đã sống trong cảnh sợ hãi, thường xuyên khóc lóc la hét. Hoàng thượng không biết tại sao vẫn cảm thấy là chết đi sống lại, linh hồn vẫn chưa về hết, anh phải kêu ông nội kê thuốc an thần để cô ta bình tĩnh lại. Quý phi suốt ngày sống trong hoang mang, chỉ biết vốn dĩ ông nội vào Khang Vương phủ chữa bệnh, nhưng lại mặc cho thế tử Doanh Triệt mai táng mà cứu sống mình, đây hiển nhiên là ý của hoàng thượng.